Chào đại chúng, hôm nay ngày thứ tư cũng là buổi giảng cuối trong tuần, buổi giảng cuối trong tuần. Chúng ta hôm nay học cái kinh đầu tiên của cái phẩm của cái chương Sáu Pháp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Tăng Chi Bộ Kinh gồm nhiều phần, tất cả những cái pháp thoại mà nói đến một vấn đề thì để riêng một nhóm, rồi nói những pháp thoại nói đến hai vấn đề, ba vấn đề, bốn vấn đề, năm vấn đề, thì cứ mỗi mỗi nhóm như vậy đó, thì người ta để ta tách riêng nó ra, năm để thứ năm mà sáu để thứ sáu. Thì chúng ta đã qua được hết cái phần cái chương là năm vấn đề rồi, bây giờ mình học qua cái chương mới, đó là chương sáu vấn đề. Có nghĩa là ở mỗi pháp thoại chúng ta, ở mỗi bài kinh đó, chúng ta được học nội dung về sáu cái chuyện gì đó. Thì cái bài kinh đầu tiên của cái chương này đó là Ahunaya, tức là đáng được cung kính nha. Là Đức Phật dạy rằng là trong cái chánh kinh đó, Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo mà có được sáu cái này nè thì đáng được xem là đối tượng cúng bái, lễ bái cúng dường của nhân thiên ba cõi. Nghe ra rất là bình thường, nhưng mà nội dung của kinh này nè là toàn bộ Phật pháp. Vì sao vậy? Vì toàn bộ vũ trụ với tất cả chúng sinh gói gọn lại thì chỉ có sáu căn với sáu trần thôi. Dạ, chỉ có sáu căn sáu trần. Nghĩa là bỏ sáu căn sáu trần đi thì không có cái gì mà gọi là chúng sinh, không có cái gì gọi là vũ trụ, không có cái gì mà gọi là cây cỏ đất đá, không có. Tất thảy những cái loài chúng sinh, từ gọi là chư Phật thánh hiền cho đến côn trùng con dế, đều cũng nằm ở trong sáu căn sáu trần. Và tất cả những gọi là mặt trăng mặt trời thiên thể tinh tú, rồi đến địa cầu hành tinh ha, rồi có đại dương sông núi kinh rạch cây cỏ đất đá lớn bé cũng đều nằm trong sáu căn sáu trần. Và con trong đây có nhiều người có hơi ngờ ngợ thì tôi chỉ gợi ý thôi. Tôi nhiều lần tôi nói là mặt trời mặt trăng nó xa thiệt đó, nó xa thiệt đó, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong sáu trần. Sáu trần là sao? Có nghĩa là mặt trời mình không có sờ chạm, mình không có đặt chân lên đó được, nhưng mà mình cũng có thể nhìn thấy nó và mình có thể suy nghĩ về nó. Thì khi mình nói là cái đối tượng để mình nghĩ, nó thuộc về pháp trần. Còn khi nó là đối tượng của con mắt thì nó thuộc về sắc trần. Đại khái như vậy. Đó là xa nhất, đó là mặt trăng mặt trời hoặc là các vì sao. Nó vừa là sắc trần mà nó vừa là pháp trần, có nghĩa là mình nghĩ về nó hoặc là mình nhìn thấy nó. Còn những cái mà trên hành tinh này đó thì không có cái gì mà chúng ta không nhận biết được bằng các giác quan hết, không có. Đã nói là cái gì thì có nghĩa là nó đương nhiên, đó là nó phải là trần cảnh rồi. Vậy khi mình nói nó là cái gì ấy, thì tối thiểu nó cũng là pháp trần, có nghĩa là đối tượng của ý thức. Còn không nữa thì nó là đối tượng của mắt, đối tượng của tai, của đối tượng của thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Thì tất cả những cái gì mà mình có thể nhận biết qua các cái giác quan vật chất thì cái đó là được gọi là cảnh ngũ, được gọi là vật chất. Còn những cái gì mà chỉ có thể nhận biết qua ý thức thì nó gồm có hai, nếu mà nó là sắc pháp nó thuộc về sắc tế, còn không nữa thì nó thuộc về danh pháp. Nhớ nha, danh pháp. Thì nói phân tích như vậy cho bà con thấy, ồ thì ra tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sanh trong đó đều không nằm ngoài cái sáu căn sáu trần. Mà nếu mà nói như vậy đó thì một cái vị tỳ kheo mà được, hoặc là một người cư sĩ mà được gọi là thánh nhân á, chính là cái người mà khi mắt thấy tai nghe mũi ngửi lễ lưỡi nếm thân xúc chạm và ý suy nghĩ đó, không có phiền não. Có nghĩa là vị đó dầu nhìn có quan sát mặt trăng mặt trời, nhìn ngắm tinh tú, hay là quay, hay là tiếp xúc với con người, với chim muông, hay là vật dụng lớn bé, tất thảy vị đó không có thích thú đam mê trong bất cứ cái gì, mà cũng không có bất mãn ghét bỏ trốn chạy bất cứ cái gì. Thì cái đó vị đó đức
là đương nhiên dứt khoát phải là thánh nhân rồi nha. Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta sanh tử luân hồi là vì sao, là vì chúng ta không hiểu bốn đế là gì. Nói đến kinh này mà không nói đến bốn đế không được, bởi vì bốn đế là cái nền của Phật pháp mà cũng là cái nền của vũ trụ mà nha. Cái sự thật đầu tiên, cái đế đầu tiên là khổ đế. Tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ, những gì mà nó thuộc về sáu căn sáu trần là nó đều là khổ hết. Khổ là vì sao? Là vì ba lý do. Thứ nhất là bởi vì không có cái gì nó bền hết, có rồi phải mất, cho nên nó được gọi là khổ. Cái thứ hai nữa đó được gọi là khổ bởi vì tất cả mọi thứ đều do nhân duyên, đều do nhân duyên mà có, chứ nó không phải tự mà nó có, nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện. Tôi nói nhiều lần lắm 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 rồi, tức có nghĩa là một cái hột cát nó không phải tự nhiên mà nó có mặt ở đời. Một sợi tóc, một giọt nước, một hột cát, nó không phải ngẫu nhiên mà nó có. Rồi một giọt lệ hay là một nụ cười cũng không phải ngẫu nhiên mà có, nó phải cần đến rất là nhiều cái điều kiện, rất là nhiều cái nhân tố nó mới có được. Các vị đừng có nói với tôi là miệng môi và răng của các vị là của mình, thì mình muốn cười lúc nào mình cười. Tôi e rằng đó là một cái sự ngộ nhận rất là trẻ con, bởi vì các vị trên 18 tuổi các vị biết môi của mình, răng của mình, miệng của mình trúng, nhưng mà không phải muốn cười là cười. Bởi vì các vị tưởng tượng trong một ngày 24 giờ đồng hồ có được bao nhiêu phút giây mà các vị vui, trừ ra cười điểu, trừ ra cười gượng thì tôi không nói nha. Chứ nếu thật sự là vui đó thì trong một ngày như vậy có được bao nhiêu phút giây để các vị vui à. Cho nên các vị thấy một cái nụ cười thôi nó cũng phải không, cũng phải nhiều, cũng không đơn giản, nó phải nhờ đến rất là nhiều cái điều kiện. Bệnh hoạn cũng cười không nổi, nợ nần cũng cười không nổi, bận rộn lo toan cũng cười không nổi, nhớ nha. Vấn đề của tâm lý sinh lý đều có thể khiến mình cười không nổi. Cho nên là cái mà tại sao mọi thứ ở đời là khổ, bởi vì thứ nhất có rồi phải mất, thứ hai là mọi thứ do duyên mà có, rồi cái thứ ba mọi hiện hữu ở đời đều là nền tảng, đều là cơ sở trực tiếp hay là gián tiếp cho nỗi khổ niềm đau. Tất cả cái gì trên này, tất cả cái gì trên đời này, đã nói trên đời, đã nói cái gì trên đời, gạch dưới bốn chữ, bất cứ cái gì trên đời nó cũng đều có thể là cái điều kiện trực hay là gián tiếp cho nỗi khổ niềm đau. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình nói theo trong trong kinh đi, cái cảnh giới cao nhất chính là gì? Cảnh giới cao nhất chính là phi tưởng, phi phi tưởng, cảnh giới tái sinh. Thì mình thấy trời ơi, nó cao siêu quá, tại sao nó mắc mớ tới khổ? Có chứ, chính vì có người đam mê thích thú ở trong cái cảnh giới đó cho nên người ta mới tu tập thiền định để rồi sanh về trần đó. Mà hãy còn có tái sanh thì sao ta? Hãy còn có tái sanh thì sao? Thì phải còn có luân hồi. Lẽ ra đó mình không có nên nắm níu ôm giữ bất cứ cái gì thì mình mới có thể giải thoát. Còn đằng này chỉ cần mình còn có một chút thích thú trong một sợi tóc, trong một ngọn núi, thích thú trong một cảnh giới tái sanh, thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để mà quay trở lại sanh tử. Chỉ còn một chút xíu thôi, một chút xíu tham ái, còn một chút xíu thích thôi. Mà thích cái gì? Thích trong sáu trần. Nếu mình thích trong năm trần vật chất thì ta quay lại với cõi dục. Chúng ta thích thú trong thiền định sắc giới thì chúng ta quay cõi thiền sắc giới, thích thú trong cái cõi thiền vô sắc thì chúng ta lên cõi vô sắc. Mà mãn thọ trên đó rồi thì sao ta? Bữa hỏi mình mới học rồi, cái Phật ngày dạy rằng đệ tử của ngài đó là coi các tầng thiền là phương tiện để tu tập tuệ quán, lấy đó làm trớn giọt luôn, không quay lui. Còn tất cả những ai mà không có lấy thiền định làm nền tảng tuệ quán thì coi như cái quả vị cao nhất mà họ đạt được là gì? Là đắc chứng thiền định, sở hữu thần thông, sanh về phạm thiên, sống hết tuổi thọ, quay lui tha hồ sa đọa như cũ. Đó, mình mới học cách đây không có lâu nha, mới học đây nè. Cho nên là tại sao mọi thứ là khổ, là bởi vì mọi thứ ở đời này nó đều là trực tiếp hay gián tiếp làm nền tảng cho nỗi khổ niềm đau. Bởi vì nó là trần cảnh mà, thì hãy cái gì mà nó là một cái trần cảnh mà mình thích thì đó chính là cái nền tảng cho cái khổ gián tiếp. Còn nếu đó là cái nền, nó là cái mà mình ghét á, mình sợ đó, mình chán đó, mình không ưa đó, mình không khoái đó,
thì nó là cái điều kiện trực tiếp cho cái khổ. Nói chung sáu trần xa nhất gần nhất vi tế thô thiển điển hình, tất cả nó đều là mắc cái trong ba cái này hết. Một là do duyên mà có, hai là có rồi phải mắc, ba là nó là điều kiện trực tiếp hay gián tiếp cho một cái nỗi khổ niềm đau nào đó. Cho nên cái sự thật đầu tiên đó chính là mọi thứ ở đời là khổ. Cái sự thật thứ hai đó, bất cứ cái gì chúng ta thích cũng là thích trong khổ, mà hãy thích trong khổ có nghĩa là mình đang kín đáo âm thầm lặng lẽ mình đầu tư một cái khổ khác. Đây là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì không còn thích ở trong cái khổ nữa. Đam mê xài đồ hiệu, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, chồng bảnh thì tất thảy đều là thích trong khổ hết. Vì sao? Vì những thứ đó do duyên mà có rồi phải mất, và những thứ đó đều là cái nền tảng, đều là cơ sở gián tiếp hay trực tiếp cho nỗi khổ niềm đau nữa mới giải rồi nha. Cho nên bây giờ muốn hết khổ thì không có tiểu tiếp tục thích năm đó nữa, mà không phải miệng nói không thích là không thích, mà chúng ta phải có một cái sự hành trì nhất định. Với sự hành trì ấy, với sự hành trì ấy cộng với ba la mật tiền kiếp, tức nghĩa là cái phước duyên giải thoát tiền kiếp đó, chúng ta mới có được một cái thứ trí tuệ gọi là thánh trí. Cái nhận thức mà bằng thánh trí nó mới đủ để cắt đứt những cái ngộ nhận mê lầm điên đảo mộng tưởng, có nghĩa là mình không còn tiếp tục thích và ghét ở trong sáu trần sáu căn nữa. Chứ còn mà cái nhận thức mà bằng trí tuệ phàm phu nó rất là hạn chế, nó rất là tương đối. Hôm nay mình đi chùa mình nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, mình hiểu cái này cái kia, mình tưởng vậy là xong, chưa đâu. Bởi vì cái nhận thức của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái giới hạn của phàm phu. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, các vị giận tôi, bây giờ muốn hết giận tôi thì các vị phải có bằng chứng là tôi đã không làm gì các vị. Chứ còn chỉ nghe ai đó an ủi, giải thích, xoa dịu chưa đủ, chưa đủ đâu, chưa đủ. Các vị rõ ràng đó, tôi chửi các vị nặng lắm. Thì bây giờ các vị phải kiếm cho ra được cái clip nào trong cái buổi nói chuyện nào đó mà các vị được nghe kể lại đó, các vị phải kiếm cho ra cái clip đó. Để coi, thì ra là do mình hiểu lầm, nhớ nha. Chứ còn má mình, ba mình, vợ mình, chồng mình, bạn bè mình, sư phụ mình, bạn đồng tu ở chùa mình, can gián xoa dịu giải thích cỡ nào đi nữa, bởi vì sao? Vì cái tất cả những cái đó nó không đủ để gọi là thuyết phục mình, phải chính mình coi cái clip đó đó thì mình mới mới tin. Thì ra là mình hiểu lầm. Thì ở đây cũng vậy, với cái kiểu hiểu của phàm phu á, là mình chỉ nghe mấy ông thầy, mấy ông pháp sư mà ông chỉ xoa dịu, mà ông trấn an, mà ông giải thích. Nhưng mà chính mình á, phải hành trì và chính mình phải thực chứng, phải thể nghiệm. Thì ra cái thân này nó như vậy đó. Sáu căn này, cái thân này chỉ là sáu căn sáu trần. Trốn, trốn, trốn rồi. Mà sáu căn sáu trần nó là sự lắp ráp. Lúc thì mình khi mình sống bằng sáu căn sáu trần đó thì có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc mình thiện, có lúc mình ác. Cái ác hồi nãy nó không phải là cái ác bây giờ, cái vui hồi nãy nó không phải là cái vui bây giờ. Cái con người cũ của mình nó đã chết rồi, bây giờ mình đang sống bằng một con người mới hoàn toàn. Đây chỉ là lý thuyết thôi. Để thấy được cái này đó là quý vị phải có, trước mắt là phải tu tập tuệ quán, sống chánh niệm, rồi khi nào đắc chứng thánh trí đó thì cái chuyện đó là khỏi nói. Nhưng mà trước mắt các vị phải sống chánh niệm, các vị mới có cơ hội thấy được ít nhiều thế nào là lắp ráp. Phải thấy mình là cái đồ lắp ráp thì quý vị mới an lạc được, không sợ chết và không còn ham sống, không còn thích hưởng thụ nữa. Phải được, phải như vậy, phải thấy mình là đồ ráp. Mà cái thấy này không phải qua trang sách, không phải qua những băng giảng, mà là qua chính cái đời sống chánh niệm. Làm gì biết nấy, buổi đầu mình thấy nó rất là tầm thường, mình thấy làm gì biết nấy có gì đâu hay. Nhưng mà về lâu về dài sẽ có một ngày mình thấy con người của mình hồi nãy hoàn toàn biến mất, nó nhường chỗ cho con người hiện tại. Và cái con người hiện tại này nó chỉ tại trong ít lâu thôi quý vị, ít lâu thôi. Ít lâu ở đây thì mình nói rốt ráo là trong từng sát na, nhưng mà cái đầu bư mình làm sao mình hiểu được cái chuyện đó. Cho nên mình chỉ có thể thấy ít lâu ở đây đó, tùy người. Cái người mà trí tuệ sắc bén, chánh niệm ngon lành thì họ thấy ít lâu đó là chỉ có một phút thôi, 30 giây thôi.
Còn cái người mà ngu quá, đần quá thì họ thấy nó hơi dài hơn chút. Họ thấy rằng ít lâu này có thể là 5 phút, 10 phút hoặc là 1 giờ, 2 giờ. Họ thấy hồi sáng này tôi vui, bây giờ tôi buồn. Như thấy như vậy đúng rồi, nhưng mà nó rất là lỏng lẻo, nó rất là loãng. Nó phải chặt chẽ, khít khao hơn nữa kìa. Không có cái chuyện mà sáng này mà phải nói là 1 phút trước đây tôi không phải là tôi bây giờ. Phải thấy như vậy đó. Hoặc là trong hơi thở trước đây tôi không phải là tôi bây giờ, trong khi trong hơi thở ra mình là một con người khác và trong hơi thở vào mình là một con người khác. Đó là nói tương đối đó. Còn nếu mà nói rốt ráo, trong cái sát na trước, trong cái dòng tư tưởng trước tôi là người khác, trong dòng tư tưởng sau tôi là một người khác. Còn nói rốt ráo nữa là trong sát na trước tôi là một người khác và trong sát na sau tôi là một người khác. Không biết trong rung còn nhớ cái này hay không, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là hồi mình chưa biết đạo, mình thấy mình là một cái lai. À, cái lai, có ghi không? Rồi hồi mà học đạo mình thấy mình là spot, tức là từng đốm. Rồi cuối cùng mình là thấy mình là dot, là từng chấm. À, mình là từng chấm, nhiều cái chấm nó cộng lại nó thành ra một bức tranh. Và trong tâm sinh lý cũng vậy, nhiều cái chấm buồn vui thiện ác nó cộng lại nó mới thành ra cái gọi là A B C F, thằng tí thằng tèo bà này ông kia, con lan con cúc con hương con đào con yến gì đó, tất cả đều là do những cái chấm 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 thiện ác buồn vui nó cộng lại thôi. Mà hồi mình chưa biết đạo mình tưởng mình là một cái line đó, hồi đó mình hiểu là life, à nó là line. Nhưng mà sau đó mình thấy không phải, đời sống nó không phải là một cái line mà nó là từng cái spot, từng đốm, từng mảng. Rồi sau đó mình mới thấy rốt ráo nó là không phải là spot mà nó còn tinh vi hơn nữa, nó chính là những cái dot. Nó lúc chút chút vậy đó, nó cộng ghép lại hết vậy đó. Mà tôi nhắc lại lần nữa, các vị có vào room này nghe để mà bổ sung kiến thức giáo lý thì được, chứ còn mà mong đợi rằng nghe cái này mà để mà sống y chang như những gì mà các vị được nghe thì không được. Các vị phải dẹp hết nha, dẹp hết, phải dẹp hết. Sống chánh niệm, sống chánh niệm triệt để, tuyệt đối. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nhiều người cứ thấy cái gì mà nó bình thường là nó tầm thường, mà hãy thấy nó tầm thường thì coi thường nha. Chứ cái đời sống chánh niệm nó xuất sắc lắm, bởi vì nó cái tác dụng của nó là vô cùng lớn, vô cùng lớn. Thậm chí nó là cái con đường duy nhất để chúng ta được an lạc hiện tiền, và nó cũng là con đường duy nhất để chúng ta thành tựu giải thoát nha. Nó là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, nhớ nha. Tại vì anh chỉ có thể sống trong cái chánh niệm á, ha, anh phải sống chánh niệm thì anh mới làm được những chuyện sau đây. Thứ nhất, anh phải sống trong chánh niệm, anh mới cái trí tuệ của anh nó mới có cơ hội, nó mới có cơ hội để nó làm việc, để nó thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ có rồi phải mất. Đó, chỉ có thằng cha chánh niệm thì cha mới có đủ cái điều kiện tâm lý mà cha nhận ra cái đó nha. Cái thứ hai là khi các vị sống chánh niệm là coi như các vị mới có dịp thấy rằng mọi thứ thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng. Điều này đi đảo mộng tưởng có nghĩa rằng ở đây có một, ở đây nó chúng ta phải nhắc đến cái sự khác biệt giữa một người tỉnh và một cái người bình thường, và một người người tâm thần. Cái người đó tại sao gọi là tâm thần, là bởi vì cái nhìn của ảnh nó sai sự thật. Thí dụ như ảnh thấy đó là cái đó bỏ miệng ăn được, mà trong khi đó với người bình thường cái đó là đồ dơ nha, cái đó đã là trong thùng rác, đống rác rồi. Nhưng mà nói với anh mình tâm thần, ảnh có thể leo đó, anh bóc anh ăn. Ngày xưa đó coi cái đời đó là cái này cũng nhiều năm, năm chín mấy, 93 94 tuổi trở lớn, tập chắc chiều tôi đi học chuyến tàu, ngày nào tôi cũng gặp một người phụ nữ mà lem luốc nó dơ đến mức tôi không biết tuổi tác luôn, không biết tuổi tác luôn, nó dơ quá, nó như con heo mọi gì đó. Mà coi như là nàng cứ chiều chiều là nàng tôi nuôi không mặc gì hết. Tôi không biết là nàng như vậy nào suốt ngày hay xong tôi biết, nhưng mà cứ đúng cái giờ đó tôi đi ngang đó thì ngày nào cũng như ngày nào là tôi tới tôi thấy nàng trụi lủi, mà mình mấy của nàng như con heo mọi, nàng leo lên cái đống rác mà chỗ cái góc đường mà gọi là Nguyễn Trãi, góc ở đường Nguyễn Trãi, cái đường đó tôi học trường Lý Phong, đường Nguyễn Trãi đấy, góc đường Nguyễn Trãi đó, mình đã quận năm đó. Tức là mình ở bên Hưng Đạo B rồi mình cắt đường mình đi bộ qua bên Nguyễn Trãi, nó trong rung này biết mình tôi chạy ra.
thì cứ nàng cứ lên anh trần trù như nó, nàng ngồi đó nó nàng cười cười đó, nàng bóc cái này kia nàng ăn, mà nó gớm muốn chết, mà cái vị thấy cái này cái vị còn gớm nữa. Tức là nàng cứ như vậy lâu ngày đó thì làm như nàng quen với cái đám chuột cống đó luôn, mấy con chuột mà to đùng mà không có lông mà ghẻ không, thì coi như là trên cái đống rác to mà nó nhập nhọn nửa sáng nửa tối, ô xe đi ngang bắp kèn rồi nhá đèn cái vậy thì chuột nó chạy tán loạn xong rồi thì cũng bình thường. Nghe mình đi ngang, tại tôi ở đó nhiều ngày cứ chiều chiều đi ngang thấy có những con chuột to đùng thì nàng móc ở đây nàng ăn, thì ở đằng kia thì chuột cũng bò chút chít chút chút chít thì nó cũng cũng ăn. Thì tại sao gọi là tâm thần, là bởi vì nàng không hề có một cái ý thức tối thiểu về cái gọi là vệ sinh, là bệnh tật, hay là thẩm mỹ, hay là cái nhìn của thiên hạ về mình ra sao, lặp 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 tất cả những quan điểm y học hay là quan điểm xã hội, tất cả đối với nàng nó đều là zero. Nàng đã đứng ngoài cuộc đời rồi nha, cái đó không phải là thế ngoại cao nhân mà có như tâm thần nha. Thì cái người mà thấy ngược lại gọi là tâm thần. Thì trong cái nhìn của thánh nhân, phàm phu cũng là tâm thần. Là vì sao? Vì chúng ta không có phân biệt được cái gì nên và không nên, chúng ta cứ cầm đầu gục mặt, chúng ta chạy theo cái mình thích và là chối bỏ cái mình ghét. Mà trong cái nhìn của thánh nhân thì không có cái gì để gọi là chối bỏ hay là theo đuổi hết nha. Cho nên ở đây cái bài kinh này Đức Phật thì nói một cái vị tỳ kheo mà hiểu được những cái điều mà nãy giờ tôi nói đó, hiểu được bằng trí tuệ thánh nhân nha, chứ không phải hiểu mà kiểu vẹt két nhồng cưỡng đâu nha, hiểu bằng cái sự thực chứng thể nghiệm á. Thì cái vị tỳ kheo đó đối với trước sáu trần đó, không có thương thích, cũng không có ghét sợ, không có bất mãn, không có nắm níu, không có đam mê, mà cũng không có trốn chạy tống tống khứ, không có thản. Có nghĩa là việc nên làm thì làm, nhớ nha, việc nên làm thì làm, không cầu kết quả, chỉ là việc nên làm thì làm thôi nha. Rồi và lỡ như có một cái gì đó mà nó xảy đến mà làm cho vị này phải bị là đau đớn, phải bị chỉ như cái nóng cái lạnh thương tích máu me trầy xước bị địch thâm thản, bao nhiêu tiếng đời dị nghị khen chê đối với vị này là zero, là nothing, nhớ nha. Là bởi vì vị này đã là đạt tới cái mức mà không phải là không phân biệt như cái bà điên hồi nãy, không phải. Cái bà điên nãy là bà đánh mất những cái ý thức về xã hội, về khoa học. Còn cái vị này là cái gì cũng biết hết, nhưng mà vị này là xét thấy rằng nó không có cái gì để cho mình phải thương thích ghét sợ. Còn bà kia đó, bà không có cái thấy như mọi người, nhưng mà lại thấy theo cái cách của bà thấy là cái đống rác đó là đáng thích, là khoái khẩu, là ngon miệng, là thơm tho đó. Vấn đề nó kẹt chỗ đó, chứ đừng có nói thánh nhân với người tâm thần giống nhau, không phải. Vì thánh nhân không thích bất cứ cái gì, cũng không bất mãn bất cứ cái gì. Còn cái bà điên hồi nãy đó thì đúng là bà không có còn biết gớm ghiếc gì để mình không phải, nhưng bà phải là cao nhân, mà chính bà lại đam mê thích thú trong cái mà người ta gọi là dơ bẩn mầm bệnh ấy, nhớ nha. Cho nên trong kinh mới có câu là sabbe putucchana ammataka, tất thảy phàm phu đều là người mất trí là như à. Thì cái kinh này Đức Phật này dạy rằng một tỳ kheo mà hiểu được rốt ráo vấn đề đó, vì ấy thấy rõ toàn bộ vũ trụ, nên làm ơn ghi giùm cái này nội dung kinh ha. Vì thì thánh nhân thấy rõ toàn bộ vũ trụ và vô lượng chúng sanh chỉ là sáu căn sáu trần, tất thảy do duyên mà có rồi phải mất. Tất thảy những thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng. Do thấy vậy cho nên vị thánh đối trước sáu trần không có đam mê thích thú, cũng không có tống khứ trốn chạy. Thì cái vị tỷ kheo ấy được xem là ruộng phước, là phước điền cao cấp nhất ở đời, được xem là một cái đối tượng đáng để cho chư thiên và các loài coi như chắp tay lễ bái. Chắp tay lễ bái là vì sao? Là vì nhiều lý do để mà vị này đáng được chắp tay lễ bái. Thứ nhất, chúng ta trên đời này chúng ta có thể cúi đầu quỳ lạy trước rất nhiều đối tượng. Ông ta, ông tà, ông táo, rồi thần này thánh kia, miếu này đền nọ nha. Trước bất cứ một đối tượng nào trong tưởng tượng hay thực tế ngoài đời, nhưng mà thánh nhân sẽ dĩ đáng được xem là đối tượng lễ bái, là vì không có sự lễ bái nào đem lại cái công đức lớn hơn là sự lễ bái đối với thánh nhân. Dầu không có người trước mặt mà chỉ nghĩ tưởng thôi,
chắp tay lại rồi nghĩ tưởng rằng con xin lạy tất cả những cha nào không còn phiền não. Cái chuyện đó rất là khó thực hiện, mà các ngài đã làm được, con xin lạy dưới chân các ngài. Chỉ nghĩ như vậy rồi lại bừa ra ngoài rừng ngoài bụi, công đức vẫn vô lượng, nói chi là có một cái đối tượng cụ thể điển hình ngay trước mắt nha. Cứ mỗi sáng chỉ làm một việc rồi chắp tay lại và khấn, con xin cúi đầu trước tất cả những người mà đang tu tập cái hạnh kham nhẫn, con xin cúi lạy trước tất cả những người đang tu hạnh từ tâm chánh niệm thiền định buông bỏ, con xin cúi lạy tất cả những nhân vật nào mà đối trước sao trần lòng không tham sân, con xin lạy hết các cha không sót cha nào hết, thì đó đã là công đức rồi. Còn hơn là dựng lên một cái tượng sơn son thép vàng, kêu réo một cái tên xa lạ nào đó quỳ lạy xin được ban phước tha tội mà không hề có được một cái nhận thức như tôi vừa nói, thì cái lạy ấy là cái lạy trẻ con, cái lạy đó là cái lạy của người tâm thần, cái lạy đó là cái lạy của người bị ngây dại, của người lú lẫn, một cái lạy không có ý nghĩa. Trong khi đó một người mà tu tập học Phật, tin Phật và hiểu Phật không có cần một cái tượng gì hết, chỉ cần quỳ lạy cái khơi lên. Nhưng mà cái vấn đề cái đầu của mình đó, mình cứ suy nghĩ rằng đời này tất thảy phàm phu đều có thích có ghét, nhưng mà con biết dưới gầm trời này có những người mà không còn thích không còn ghét, luôn luôn sống trong từ bi và trí tuệ trước muôn loài vạn vật, nhưng mà không có tham đắm cũng không có ghét bỏ cái gì. Con xin cúi lạy dưới chân mấy người rồi này nha, cái đó công đức vô lượng. Chứ còn đằng này á, là cái trống mông gục mặt cúi đầu mà đi lại những cái thần tượng mà chớ hề có một cái khái niệm trí tuệ nào trong đầu hết, thì cái đó gọi là gieo mầm cuồng tín như kiếp sau. Mà tôi nói cho các vị nghe, các vị tèo nha, nếu hôm nay mà mình là Phật tử mà coi như quỳ lạy xì sụp mà trong đầu không có nổi một tí ti kiến thức giáo lý, các vị tưởng như vậy là ngon lành, thì tôi xin báo một cái tin buồn. Hôm nay mình đến với đạo mà mình chẳng hiểu gì về Phật pháp, do thấy người ta làm sao mình vậy, thì cái chuyện mà mai này khi sanh ra mà các vị làm tín đồ một cái đạo tào lao, cái chuyện đó cực kỳ dễ dàng nha. Chứ đừng có nói với tôi là Phật tử Phật tôn, không có đâu. Nghĩa mà mình theo Phật mà cái kiểu mà nông cạn, cái kiểu mà dễ dàng dễ dãi đó, thì đời sau kiếp khác sanh ra gặp cái đạo tào lao cà chớn gì đó là mình theo nó rất là dễ. Bởi vì ngay lúc mình gặp Phật là mình đã không chịu tìm hiểu mà mình vẫn cắm đầu mình theo theo cái kiểu mà năm ăn năm thua đó. À thì mai này mình sanh ra mình gặp cái đạo tào lao cà chớn mình theo rất là dễ. Bùn bùn nó kêu ôm ôm tự sát là mình ôm. Nó kêu mình cắt cổ gà là giết heo giết lợn gì đó để mà cúng bái là mình làm luôn nha. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình không có một cái gọi là chủ kiến, không có một cái bổn lĩnh nhận thức nha, bản lãnh đó mình cũng có nha. Cho nên đừng có tưởng dễ ăn nha, đừng có tưởng là cứ có pháp danh rồi có tượng Phật đeo trên cổ rồi có một ông sư phụ là thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống là đó là Phật tử, thì cái vụ đó là coi như là nhầm lẫn nha, cái đó không phải. Cho nên phải hiểu như vậy mình mới thấy cái bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm. Bởi vì bài kinh này nói gọn là như vậy, nhưng mà nói sâu là tại sao Phật dạy như vậy. Thì ra chỉ riêng cái bài kinh này là gói gọn ba tạng trong đó là quý vị nha, gói gọn ba tạng kinh lực lượng. Bởi vì sao? Là vì tạng lực là sao? Vì tạng lực đó là những cái đề nghị của Đức Phật. Tạng lực á, nội dung tạng lực là gì? Là những đề nghị của Đức Phật cho tăng ni, cho người xuất gia, là các người đối với sáu trần các người nên như thế này mà không nên như thế này, đó chính là tạng lực. Tạng kinh là những cái pháp thoại cụ thể mà chúng ta đang học đây, tức là thông qua những cái lần mà gặp gỡ với các đối tượng, Đức Thế Tôn tùy duyên mà đem cái nội dung kinh này nói với những cái cách thức khác nhau, tùy vào cái căn cơ, cái cơ địa của mỗi người nha. Cho nên là những cái pháp thoại ấy được gọi là kinh tạng. Còn A Tỳ Đàm là cái gì? A Tỳ Đàm là một cái hệ thống giáo lý mà xuyên qua đó Đức Phật nói rõ lực tạng là gì. Ngài phân tích lực tạng, ngài phân tích A Tỳ Đàm tạng, phân tích kinh tạng theo một cái nhìn rốt ráo. Chẳng hạn như các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, có ba cái hạng người thì chắc phải ghi, có ba cái hạng người mà coi như là cầu đạo giải thoát.
hạng thứ là bậc thượng căn, thấy rằng mọi thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng, thấy tất thảy những thiện ác buồn vui đều là giả hợp mà có, đều do giả hợp mà có nha, tất cả thiện ác buồn vui đều do giả hợp mà có, tất cả những gì mà thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng, đó là bậc thượng căn. Còn bậc trung căn thì vị thấy rằng làm ác thì phải bị khổ, làm thiện thì được vui, nhưng mà nó cái vui ấy không có bền đó, không có bền, vì nó thấy mọi thứ đều là vô ngã vô thường, đó là bậc trung căn. Tức là vị đó còn quan tâm đến cái gì đó nhưng mà cũng hiểu rằng mọi cái đều là vô ngã vô thường. Còn cái hạng thứ nhất là thượng căn thượng thừa đó, thì vị đó thấy mọi thứ chỉ là giả hợp, là điên đảo mộng tưởng đó. Còn cái loại thứ hai đó là thấy rằng mọi thứ nó có thiệt đó nhưng mà nó không có bền. Còn cái bậc hạ căn á là sao, là vị này á, cũng cầu đạo giải thoát, vì thấy rằng hễ mà còn lẩn quẩn lanh quanh ở trong ba cõi sáu đường thì sớm muộn gì cũng làm chó trâu heo ngựa địa ngục ngạ quỷ Atula, thấy ghê quá. Cái bậc hạ căn á là họ họ suy nghĩ như vậy đó. Cái bậc, còn cái bậc trung căn á, thì vị đó xét thấy rằng mọi thứ đều là vô ngã vô thường đủ rồi. Còn bậc thượng căn là không có gì hết, tất cả đều là do duyên giả hợp thôi, cả đều là giả hợp, không có nam nữ được cái trong mái đẹp xấu trong ngoài trên dưới trắng đen mập ốm dài ngắn lập 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 lập, tất cả đều là đối đãi nhị biên, giờ là điên đảo mộng tưởng nha. Rồi và sẵn ở đây tôi xin cúi đầu lạy tạ tất cả những tấm lòng mà coi như có cái nhã ý thiện ý hảo ý chép lại với bài giảng của tôi, thì tôi xin các vị làm ơn từ bỏ cái ý nghĩ đó giùm, là vì hai lý do. Là bởi vì vừa qua là trong mấy năm qua là cái cô Diễm Tuyết, cô rất là giỏi tiếng Việt, cô chép, cô thấy cái chỗ nào mà tôi nói lặp đi lặp lại, cô cắt cô xén về khoảng chánh tả thì cô ấy không có gì để phải phàn nàn, và cô ấy là người có một kiến thức bách khoa mà tôi tin. Cho nên ví dụ như ngoại ngữ cô nghe cái chữ nào không xong cô biết cái gì cô tra, và cổ có đề nghị chúng tôi rà soát lại trước khi đem in. Cái chuyện đó chúng tôi sẽ làm song song với cái thiền viện Miến Điện trong năm 2019, và tôi chỉ có đủ sức khỏe và thời gian cũng như cảm hứng để đọc lại một bản đó mà thôi, chứ còn chúng tôi không có đủ cái điều kiện tâm lý, thời gian, sức khỏe để các bản khác. Mà nếu mà tôi không có điều kiện để rà soát những bản khác thì không có gì kinh hoàng cho bằng các vị chép mà để tên tôi, mà trong khi tôi chớ biết các vị ghi cái gì trong đó. Tại sao tôi lại nhớ đến chuyện này, là bởi vì tôi mới vừa có chánh niệm để nhận ra rằng mình nói quá nhanh một cái đoạn mà tôi e rằng người khác khó chép lại kịp. Mà có một cái đồng chí nữ của tôi ở Việt Nam, ở Mỹ, là có một cái bản hạnh rất là độc đáo, cái chỗ nào mà nàng nghe không kịp thì nàng bèn dùng cái não trạng của nàng, nàng tưởng tượng gò ép để ra một cái chữ mà nàng thấy khoái. Thế là khi mà tôi đọc lại cái bài viết của nàng, tôi chỉ có nước khóc thôi, giọt lệ A Tư Đà đấy, là vô cùng đau lòng nha. Cho nên xin các vị muốn chép qua thì chép, nhưng mà riêng phần của chúng tôi thì xin các vị là mở lòng đại từ đại bi, là rút lui cái ý tưởng đó giùm, bởi vì chúng tôi không có đủ thời gian, sức khỏe, cảm hứng để mà đọc lại cái bản thứ hai. Đọc một mình cô Nhị Tường nó nhẹ nhàng, nó thứ nhất đọc chỉ có một thì nó không có mệt, thứ hai nó là đọc rất nhẹ, bởi vì cổ đã gọi là nhổ lông, đã gọi là cắt móng đánh vẫy trước rồi, cho nên chúng tôi chỉ việc đảo mắt sơ nhúng nước sôi cái là xong. Còn đằng này mà bắt chúng tôi phải phải mất nhiều công hơn nữa, mà cho nhiều cái bài viết khác, cho nhiều cái bản viết bản chép khác nhau, mà chúng tôi chỉ có chép thôi nha. Vâng, xin cầu khẩn đại lục các vị. Rồi bây giờ là mình qua cái, bây giờ mình ôn lại ba cái hạng nãy đó. Ba cái hạng thứ nhất bậc thượng căn là thấy mọi thứ đều là giả hợp, do duyên mà có, tất cả những thương thích ghét sợ đều là điên đảo mộng tưởng đó. Rồi cái số 2 đó là cái vị đó thấy rằng mọi thứ có ở đời đều là vô ngã vô thường, có rồi phải mất, bản thân cái thích là một cái khổ, kiếm tìm là một cái khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải bảo quản là khổ, mà bảo quản không được cũng là khổ, đó là bậc trung căn, phải bị ám ảnh bởi cái khổ.
Còn cái hạng thứ nhất là họ ám ảnh bởi cái vô ngã. Rồi cái hạng thứ ba đó là cái hạng hạ căn thì họ bị ám ảnh bởi cái khổ cụ thể. À, có nghĩa là họ gọi là họ xét thấy rằng hãy còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì thế nào cũng có cũng phải là lăn lóc trôi nổi trong bốn cái đường khổ. À, mà chúng ta trong room ai cũng đồng ý rồi, một ngày như vậy cái phút giây để cho mình cười nó ít hơn là cái phút giây mà mình không cười. Một ngày như vậy cái phút giây mà mình sống thiện nó ít hơn là phút giây sống thiện. Và từ đó suy ra. À, từ đó suy ra. Nếu bản thân mình á, mà cái giây phút mà vui ít buồn nhiều, mà thiện ít mà ác nhiều á, thì thiên hạ cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. We are the same nha. Mà nếu như vậy thì các vị tưởng tượng nó có phải rùng rợn lắm không? Một cái cõi hiện hữu mà trong đó vui ít buồn nhiều, thiện ít ác nhiều. Có nghĩa là ngay hiện tại đó vui ít buồn nhiều là mình đã thấy ứa lệ rồi. Mà nếu mà thiện ít mà ác nhiều là tương lai tiếp tục ứa lệ và trào máu nữa. Các vị biết trong rung có hiểu cái chỗ này nó dễ hiểu muốn chết luôn mà không biết các vị có hiểu được hay không? Tức nghĩa là mình nhìn lại mỗi ngày nha, nhìn mỗi ngày. À, mỗi ngày 24 giờ đó thì vui ít mà buồn nhiều, buồn hoặc là lo hoặc là giận hoặc là sợ đó, tức tối đó, nói chung là không vui đó. Một ngày cái vui ít mà buồn nhiều, mà thiện ít ác nhiều. Từ đó, đó chính vì vui ít buồn nhiều đó, cho nên ngay hiện tại là mình thấy sống là khổ, mà do thiện ít ác nhiều cho nên kiếp sau cũng khổ luôn. À, thấy như vậy cho nên cái vị hạ căn họ mới sợ, họ mới cầu giải thoát. Nhớ nha. Ừ. Và vì vì ba cái vị thượng trung hạ căn thấy như vậy cho nên là trước sáu trần các vị đã e dè lắm nha, giống như một cái người lính ở chiến trường á, biết chung quanh đây là toàn là bẫy mìn của đối phương đó, cho nên là bây giờ mà họ có nhìn thấy cái gì đi nữa, dầu đó là một người đẹp hay là thấy một cái hoa hay là thấy một cái gì hấp dẫn nhất, họ cũng dám lơ đãng, bởi vì gọi là sởn một chút là nổ banh xác. Các vị có biết ở trong 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 gọi là quân sự của mấy đồng chí bộ đội mà chiến trường Tây Nam 78 mình, các vị kể ra nhiều chuyện động trời lắm, là mấy đồng chí bộ đội của ta đi hành quân mấy ngày đói quá sức đói mà ăn ba cái lương khô của Trung Quốc nó ngán quá đi, rồi cái thấy nguyên một cái lưới cá mà cá suối đó, cá suối cá sông dày đặc, mấy con cá to đùng ở dưới suối nó dậy, mấy đồng chí mình mới nhào xuống mới vừa chạm vô cái lưới đó là coi nó nổ, nó hốt một lần mấy em vậy nè. Rồi đi lên rừng lên núi mà gặp có mấy cái trái mít, trồ đâu có những trái mít mà nó to đùng nặng trĩu, nó quăng xuống như vậy, mấy đồng chí mình nhào tới vừa bợ trái mít nổ, ai ai làm cái đó? Pol Pot nha, nó biết trước hết, nó biết là mấy tạm bẫy này nè, là mấy đồng chí bộ đội của mình, những người mà đi hành quân lâu ngày là thèm lắm. Đó, thèm cải thiện, thèm chất tươi nha, thèm cá, thèm trái này trái kia, nó nguyên một cái buồng chuối thơm phức vậy đó, mà nó để trái nổ động chạm vô là nó hốt phát mấy em vậy đó nha. Thì lâu ngày mấy đồng chí bộ đội của mình là thấy cái gì mà ngọt ngào hấp dẫn là đều sợ hết, kể cả gặp mấy cô thôn nữ dễ thương nhào ra gọi là say me đuôi thang được cắp trong tùm lây nói tiếng miên tiếng việt cái mấy đồng chí mình đó. Nhưng mà nó là Pol Pot, nó là Pol Pot đó, nó chỉ điểm đó cho cái tụi kia xử mình đó, cho nên trên đường gặp gái đẹp không nhìn, gặp món ngon vật lạ không dám dòm, cứ cắm đầu mà đi hành quân chỉ ăn uống những gì mà cấp trên cho phép, dễ sợ như vậy. Coi như nguyên một cái quân đoàn đó là toàn là hành giả tứ niệm xứ không á, mặc dù họ không biết Phật là gì, bởi vì lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác nha. Okay, cảm ơn cái chúc hạnh này nè. Thì hành giả tứ niệm xứ cũng vậy, khi mà gọi là mà khi mà họ biết rõ được những điều mà mình mới nói nãy giờ đó, là họ nói với sáu tầng cực kỳ cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. À, chỉ cần sởn một ý, sơ ý một tí thôi nha, chết thẳng cẳng. Rồi tiếp theo là cái kinh gì ta, cái kinh số 2 là kinh đáng được cung kính, nhớ nha. Ừ. Thì đáng được cung kính ở đây đó là nói rằng một tỷ kheo mà thành tựu lục thông. Ừ. Nhớ nha, kinh này nói là lục thông, thành tựu lục thông ở đây tôi cũng nói luôn, trước khi Đức Phật ra đời đó thì có nhiều người ở trên cái hành tinh này họ cũng tự biết tu tập thiền định, nhưng mà cái cảnh giới cao nhất của họ là gì ta,
là đắc chứng sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi sau đó nếu mà ngon lành nữa thì lên như ông A Tư Đà, ông lên tới phi tưởng vì phi tưởng rồi sao nữa, chết sanh về thẩm thiên, sống hết tuổi thọ rớt trở lại như cũ, coi như chưa có gì xảy ra. Nếu hên lúc mà rớt trở xuống đó mà gặp được minh sư thiện hữu họ nhắc nhở tu hành thì vị đó tu hành ngon lắm, thì cái trớn nó còn đó, tu thiền quen cái ót trở lại như cũ. Mà cái khả năng này rất thấp, cực kỳ thấp. Cái chuyện mà gặp lại cái người mà ly dục đó, nhàm chán sẽ ngủ trần đó là hiếm. Mà gặp cái cha mà biết gọi là hướng dẫn mình gọi là tu tập thiền định nữa thì còn càng hiếm dữ dội nữa nha. Cho nên đó là cứ đã lên có may có một cái dịp may mắn mà đắc thiền rồi về trên kia rồi đó, lỡ bữa mà sống hết tuổi thọ rồi nó rớt trở xuống là cứ là cái lối cũ mà đi nha, nó ngán cho đó. Khi Đức Thế Tôn ra đời thì ngài mới dạy cho biết rằng ta không có chê cái thiền định, ta không có chê cái thần thông, ta không có chê cái chuyện mà sanh về cõi lầm, ta không có chê, nhưng mà phải nhớ rằng tất cả đều là của tạm, không có bền. Tuy nhiên cái thiền định ấy nếu mà được sử dụng như là một phương tiện để hỗ trợ trí tuệ đó thì nó là của báu nha. Còn nếu mà mình tu tập thiền định để cầu được sinh về các cõi phẩm thiên, rồi tu thiền định để có được thần thông biến hóa đó nha, thì cái đó là bậy, rất là bậy. Còn nếu mà mình gọi là tu tập thiền định để lấy cái sức định tâm đó mà quán chiếu quan sát năm quẩn 12 xứ thì cái đó quá tuyệt nha, quá tuyệt. Cho nên đó là Đức Phật ngài dạy rằng là một cái người mà tu tập thiền định mà biết Phật pháp đó nha, thì dầu muốn dầu không, dầu muốn dầu không, khi mà đã đắc được ngũ thiền sắc giới thì vị ấy do cái túc duyên quá khứ chỉ cần nhúc nhích cái ngón tay thôi là có thể đắc được các loại thần thông. Nhúc nhích là sao? Nhúc nhích là sao? Không giải thích cái trong rung này nghĩ chắc luyện thông bằng cách là nhúc nhích ngón tay là chết luôn nha. Nhúc nhích ngón tay có nghĩa là vị đó chỉ cần liếc nhìn cái màu xanh trên lá thôi, nhìn cái lá màu xanh là vị đó đắc cái thần thông màu xanh. Thay vì cái người khác á, thì người ta phải để một cái vòng tròn hoặc là một cái miếng vải và miếng ván, một cái gì mà sơn xanh á, rồi ta mới nhìn nó, ta niệm lâu ngày rồi ta mới đắc thiền định bằng từ cái đề mục đó. Còn mình nó mới cần, mình đã đắc thiền rồi, mình đã đắc thiền bằng một cái đề mục nào đó, bây giờ mình muốn luyện thần thông rất là dễ, chỉ việc mình nhìn cái lá màu xanh là mình đắc được cái thần thông màu xanh. Cái loại thì thiền định mà lấy cái màu xanh làm đề mục đó, thì tôi gọi tắt là thần thông màu xanh. Rồi họ liếc một cái gì màu trắng, trắng ở đây có thể là một cái hàm răng hay là một cái viên sỏi thôi, họ có thể đắc thiền màu trắng. Khi mà họ thành tựu được cái thần thông từ 10 thứ địa mục sau đây, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, thì với 10 địa mục này họ có thể tha hồ mà hóa hiện các loại thần thông. Thí dụ như địa mục màu trắng, mình đắc thiền bằng địa mục màu trắng thì mình có khả năng tạo ra mọi thứ màu trắng và mình có thể tạo ra ánh sáng được. Biết trong rung có hiểu không ta? Ví dụ như bây giờ với đề màu trắng, bây giờ tôi muốn nguyên cái ngọn núi để nó thành trắng đi, tôi chỉ chú nguyện thôi, trắng đi là nó trắng toát thành nguyên một cái ngọn núi trắng tinh vậy đó. Các bạn hiểu không? Trong rung có hiểu không? Vậy là bây giờ trong đêm mà bây giờ tôi muốn là mọi thứ nó sáng lòa đi, thì tôi chỉ nhập đề mục màu trắng, nhập thiền rồi là lát sau là sáng trưng. Rồi màu vàng là sao? Tức là khi mà tôi đắc thiền mà đề mục màu vàng thì tôi có thể biến ra mọi thứ màu vàng, và thậm chí tôi có thể tạo ra ánh sáng vàng như ý tôi muốn. Còn đề mục đất là sao? Có nghĩa là khi mị ấy tập trung vào cái miếng đất, vị ấy niệm đất 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 và đắc thiền từ cái đề mục ấy, khi mà vị ấy muốn, vị ấy chỉ suy nghĩ trong bụng thôi, có một con đường đất đi là có liền. Cho nên vị đó có thể đi trên hư không, đi trên không khí, vị đó có thể đi trên nước, đi trên không gian mà không bị cản trở bởi cái hấp lực của trái đất đặc biệt như vậy nha. Bởi vì sao? Là bởi vì muốn hóa hiện thần thông thì anh phải đắc tứ thiền, nói theo tạng kinh, và ngũ thiền nói theo A Tỳ Đàm nha. Mà đạt tới cảnh giới tứ thiền đó thì vị ấy không có phải cần đến oxygen nữa, không có cần bị đắc thiền nó không còn thở nữa, vị đó không còn thở nữa, không cần đến oxygen dưỡng khí, và vị ấy cái thân xác cũng không còn bị lệ thuộc, bị ràng buộc bởi cái hấp lực của trái đất nữa, cái gravity không còn nữa nha, không cần nha, vị đó không còn dính líu với cái diệu đó nữa. Và tôi nhắc lại, chỉ tu thiền để có thần thông thì Đức Phật chê,
Nhưng nếu mà tu thiền để lấy đó làm cái nền tảng tâm lý để mà tu tập tuệ quán thì Đức Phật khen. Lúc đó Đức Phật gọi cái thiền đó là định trong tam học giới, định là tuệ. Còn nếu mà chỉ tu thiền để mà đắc thần thông, để hóa hiện tùm lum tà la, rồi chết sanh về phạm thiên, thì cái thiền định đó nó không phải là định trong tam học. Nó là thiền định trúng, nhưng mà nó không phải là định trong tam học. Cũng giống như tiền, nó có mình gọi là tiền tiền vốn, mà có lúc mình gọi nó là tiền lãi. Không biết trong trong cái hiểu này không ta, trong trong cái hiểu không, cũng là tiền. Sở dĩ gọi là tiền vốn là bởi vì cái tiền đó mình dùng để mình đầu tư một cái gì đó mới gọi là tiền vốn, chứ cũng cái đồng tiền đó thôi. Khổ quá đi, bây giờ một cái thằng ăn nhậu nó cũng cầm một cọc tiền, mà cái thằng nó đi làm ăn nó cũng cầm một cọc tiền y chang nhau, không có khác gì hết, nó chỉ khác cái serial number thôi nha. Nhưng mà có một điều là cái thằng đi làm ăn á thì cái tiền đó lặng lát nữa là nó sẽ kiếm là 5 lần 10 lần, còn cái thằng ăn nhậu đó là 3 phút sau á là ăn nhậu bài bạc là lát sau nó đã mất cái số tiền đó rồi, mà nó còn cầm cố để nó trả nợ trong sòng bạc. Nó ra nó bước ra nó còn còn cái xà lỏng không, cái chuyện đó rất là bình thường, cái chị biết không, đánh bài xong rồi còn cái xà lỏng. Tại sao? Là bởi vì thua rồi tức gỡ cũng có, thắng rồi tham, thừa thế sẵn thừa thắng xong lên tính kiếm thêm cũng là chết. Hiện giờ báo Việt Nam đang thiếu gì? Mỗi ngày mỗi tuần biết bao nhiêu người Việt Nam đánh bài bên Campuchia đó, rồi gia đình nó đem tiền qua chuộc, còn không nó cứ gửi này kia trong người, ngón tay lỗ mũi nó gửi về Việt Nam á. Nó cho người về cầm tới nơi để mà gia đình nóng ruột á, đem tiền qua qua gửi nha. Thì cũng đồng tiền đó thôi, nhưng mà nó là tiền hại người hay là giúp người thì tùy mình nha. Thì thiền định y chang như vậy, có kẻ tu tập thiền định để lấy đó làm cái phương tiện, làm cái điều kiện, làm cái lợi khí để mà gọi là tu tập tuệ quán chấm dứt sanh tử. Nhưng cũng có kẻ lấy cái thiền định đó để mà cầu thần thông tiến hóa, cầu được sanh về phạm thiên, rồi sống hết tuổi thọ trên đó là tiếp tục sanh tử như xưa nha. Thì ở đây lục thông là gì? Phật dạy rằng có những người nhàm chán sắc thinh khí vị xúc tu tập thiền định, mà nếu biết thêm Phật pháp thì khi mà tu thiền định rồi đó, họ mới lấy cái thiền định đó làm cái sức mạnh định tâm để mà tu tập tuệ quán chứng đắc thánh trí chấm dứt phiền não. Thì lúc đó tuy lòng không còn thiết tha cái chuyện hóa hiện thần thông, nhưng mà bây giờ nó lỡ đắc rồi, lạ bây giờ nãy tôi nói nó dễ ẹc à, nó dễ là chỉ nhúng nhích ngón tay thôi, nhúng nhích ngón tay là nó đắc rồi, bây giờ không lẽ là bỏ. Mà đồng thời một cái vị a la hán mà có thần thông á, thì đỡ cực hơn là cái vị a la hán không có thần thông. Bởi vì có những trường hợp để giải quyết một cái chuyện gì đó, các vị đó có thể dùng thần thông, và đó chưa chưa kể chuyện giúp người, chưa kể cái chuyện giúp người nha. Thí dụ như mình thấy ngài Ca Diếp lúc mà vua A Xà Thế mà được chia cái xá lợi của Thế Tôn, rồi vua mà tạ kiến tạo bảo tháp để mà tôn trí, thì vua mới nhờ ngài Ca Diếp tự tay là tôn trí an vị cái tháp xá lợi vào trong lòng tháp, cái phần xá lợi đó vào trong lòng tháp, thì ngài mới chú nguyện bằng thần thông, chứ còn vị A-la-hán tự đâu có làm được cái đó. Ngài có thần thông, ngài chú nguyện, ngài nói rằng kể từ hôm nay trở đi thì tháp được phong phong kín lại, và trong đó là không còn dưỡng khí nữa, nhưng với cái chú nguyện của ta thì xin cho đèn trong đó không tắt, hoa trong đó không có héo, cho đến sau này vua A Dục khai tháp thì mọi thứ vẫn còn nguyên như là vừa vừa nhìn thấy vừa hôm nay. Có nghĩa là hoa vẫn tươi và đèn đừng tắt. Ngày chú nguyện xong rồi ngày mới đảnh lễ và lui ra để cho vua A Xà Thế gọi là cho người gọi là phong cái tháp lại. Thì 218 năm sau vua A Dục đi đến trước cái tháp đó, tháp hoang tàn đổ nát, thì vua được nghe giải thích đây là tháp thờ Xá Lợi Phật. Vua quỳ sập xuống và vua nói trẫm đau lòng khi mà cái tháp nó hoang tàn như vậy, thôi thì trẫm xin phát đại nguyện gọi là tôn tạo một cái bảo tháp mới để cho xứng đáng với Xá Lợi của Thế Tôn, đấng cha lành ba cõi. Nhưng mà bây giờ muốn tôn tạo thì phải 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 khai tháp, phải mở ra chứ, phải mở ra mới rước Xá Lợi đi đến một cái chỗ tôn nghiêm trong trong hoàng cung, rồi xong rồi mới làm tháp mới chứ. Vì mình tôn tạo, mình muốn tôn cái gì à, thế là phải mở tháp. Mở ra coi như vua khuỵu chân, mà vua đuối luôn, vua nhìn cái cảnh vua hết hồn luôn.
Tức là cái tháp hoang tàn như vậy đó, sụp đổ như vậy đó, mà vô nhìn thấy là vô thấy mở ra hoa thơm ngát tươi rói, còn đính vài hạt sương mai trên đó đấy, mà đèn này vẫn sáng. Nói chung là trong lòng tháp bối cảnh cực kỳ uy nghiêm, tinh khôi mới mẻ như là một mối tình đầu. Vua đuối luôn, vua đuối luôn. Thế là vua bội phần hoan hỷ, vua nói rằng cái kiểu này là trẫm không làm không được. Ông mới làm, ông mới về ông chia xá lợi ra là rất là nhiều phần. Trong kinh nó 84.000, mà thấy số lớn của tôi giấu bớt bỏ túi, sợ người ta không canh. Cho nên tôi chỉ nói là rất nhiều phần thôi nha. Rồi rồi mới đem thờ tùm lum là la đó. Bây giờ đó là mình, bây giờ mình mới thỉnh, mới có dịp mình thấy nhiều sẵn đây cho em mở mặt nó luôn. Phật tử Việt Nam mình nó là bị nhiều cái bệnh ngộ lắm, giáo lý không có học mà khoái đi hành thiền, mà thiền thì lười giữ chánh niệm mà cứ đi thiền để kiếm dịp làm phước không à, ngộ lắm. Giáo lý không học mà khoái hành thiền là một cái lạ. Cái lạ thứ hai nó thiền mà không có lo chánh niệm mà cứ lo đức tin không à, thích kinh nghiệm bố thí, lo thiền sư, lo thiền viện chứ không có lo chánh niệm. Đó là cái lạ nữa. Cái lạ nữa đó là giáo lý thì không có học, không có chịu tìm hiểu Đức Phật là thế nào, đức độ ra sao, mà cứ khoái xá lợi thôi, khoái đeo tượng, khoái xá lợi. Mà tôi hỏi các vị trong kinh nói ngài cao có 1m8, mà tiếng Bali kêu là 18 cái út xà phát, một út xà phát nó tương đương một tấc, mà 18 út xà phát là ngày cao có 1m8 thôi, mà sẽ lại tối đa đó là cũng đâu có tới 5 kg. Mà chư thiên phạm thiên ba cõi mười phương chầu trực để mà hầu rước về thờ không có đủ. Mà ngày xưa trên cái đất hành tinh này các vị thánh còn đó, thì phạm thiên chư thiên người ta là ta không có nói gì, nhưng bây giờ trên cái đất này thì coi như là thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, thì đời nào mà chư thiên phạm thiên mà họ để cho mình thờ. Mà tôi thấy nhà nhà người người đều có xá lợi là sao, mà chưa kể xá lợi có hai nhóm. Nhóm một thì ngó giống xương giống sỏi, còn nhóm hai mới lạnh xương sống y chang như mấy cái hộp thủy tinh như vậy, là có đúng không? Nếu tôi nói sai các vị rủa tôi giùm tiếng, tôi cảm ơn nghe, có đúng không? Xá lợi gì đâu mà trong suốt mà đủ thứ màu, xanh vàng đỏ tím, đỏ xanh vàng lục lam tràm tím, tôi nhìn tôi phê quá phê. Mà cái vụ này mới lạ nè, có xá lợi gọi là xá lợi của tất cả tinh văn mới ghê chứ. Mà tôi hỏi vậy chứ dựa vào đâu mà nè, mà xá lợi của A Nan Ca Diếp Mục Kiền Liên xá lợi Phất, tôi hỏi những sử sách nào, ghê quá ghê quá. Mà phong thần hết, phong thần hết cho chức vụ hết mấy cái viên đó. Mà tôi nói viên nào cũng như viên nào mà các vị có biết không, năm 1000 trước năm 1947 thì người Anh họ đô hộ Ấn Độ đó, họ khai quật cái đại tháp Sanh Chi đó. Họ tìm được hai cái hũ gốm, một cái hũ để chữ ma, một hũ để chữ sa. Họ đối chiếu so sánh tra cứu gãy cổ, cuối cùng họ biết cái hũ mà để chữ sa đó là Xá Lợi Phất Sariput, còn cái hũ bằng gốm mình để ma đó là Mục Kiền Liên Ma Mốt Ga Lan á. Họ biết đây là xá lợi của hai vị đó, họ mới đem về viện bảo tàng Luân Đôn họ, họ cất. Rồi sau năm 1947 họ mới trả lại cho chính phủ Ấn. Bây giờ cái hai cái phần xá lợi đó nó được được tiếp tục được bảo trì trong viện bảo tàng quốc gia à. Mỗi năm vậy đó thì Việt Nam mình cũng qua xin rước lại tùm lum tà la nha. Mà hai viên đó đều là có cái màu của xương hết, mà cực hiếm, cả thế giới này chỉ có hai viên đó là có lý lịch đàng hoàng thôi nên. Mà coi như là ngày ngày rau lá là ngày tịch trên cõi trời thì làm gì có xương ở dưới đây nha. Ngày bắt cú lá đó là ngày tịch rồi, là xá lợi tự hủy không để lại một hạt mè. Mà hôm nay các vị muốn xương của ngày bắt cú lá, ngày rau lá là trong ba nốt nhạc là có ngay khoảng ký ký mấy có luôn. Đấy là sao? Cho nên cái người mình nó là lạ vậy đó. Nói nhiều người trong râm buồn nghe không, nhưng mà nói thiệt là bà con mình có vấn đề nha. Vấn đề nặng lắm. Thôi thì bây giờ cái kinh này nó là ngày dạy lục thông là sao, là cái người từng tu tập thiền định không muốn, nhưng mà bây giờ có thần thông thì em lẽ bỏ đi thôi, thì cứ để nó dùng như là một phương tiện an lạc hiện tiền, và cũng là phương tiện độ sinh người đó. Nãy ngày Ca Diếp đó, ngài không có thần thông thì ngài đâu có cái chuyện mà giúp được vua A Dục một cách phải nói là cực kỳ là hữu hiệu như vậy nha. Rồi cho nên có thần thông nhưng mà không phải là do đam mê, mà cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà cái cuối cùng mới thấy ghê,
là vị đó phải là lấy cái thiền định thần thông nó làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán chứng đắc la hán, chấm dứt phiền não, thì cái trường hợp đó mới đáng được Đức Phật tán thán ngợi khen nha. Hey, thì bây giờ lục thông là cái gì? Cái thứ nhất là biến hóa thông. Thì nãy tôi nói phải có 10 cái kasina, có nghĩa là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng. Đề mục nước, lúc mình tu mình chỉ nhìn nước, mình niệm nước 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 nước, nhưng mà nếu mình đủ cái phước duyên đó, mình sẽ đắc thần thông bằng cái đề mục nước. Là sao ta? Là vị đó có khả năng tạo ra nước như mình muốn, có nghĩa là vị đó đứng trên núi mà vị đó nói nước đi là lập tức là chung quanh là nước không, trên núi á nha. Và vị đó có thể với cái đề với cái thần thông mà đó đó, thần thông nước á, vị đó có thể làm lúc lắc lung lay và lay động tất thảy những gì vị đó muốn. Ví dụ như vị đó muốn cái nguyên cái lâu đài nó lúc lắc là lúc lắc, muốn nguyên cái cây cổ thụ đó là nó ngã nghiêng tróc gốc, và thậm chí nó lắc qua lắc lại như là xiết vẫn được, đề mục nước. Và đề mục lửa thì cũng vậy, cũng có thể tạo ra lửa như mình muốn, có thể tạo ra ánh sáng như mình muốn, có thể tạo ra hơi ấm như mình muốn, có thể tạo ra sức nóng như mình muốn. Rồi rồi xanh vàng đỏ trắng cũng vậy, tức là mỗi đề mục vậy nó cho ra những cái tác dụng khác nhau. Màu xanh, màu vàng, xanh thì màu xanh thì mình có thể biến mọi thứ màu xanh, và mình có thể tạo ra bóng tối như ý mình muốn. Màu đỏ cũng vậy, màu đỏ là có thể biến mọi thứ thành màu đỏ và có thể tạo ra những ánh sáng màu đỏ. Rồi rồi nha, nhớ nha. Thì là với 10 cái đề mục kasina này đó, là vị đó thành tựu được mọi khả năng biến hóa, dời non lấp biển, kêu mưa gọi gió, hô phong quán vũ đó. Rồi đó là gọi là biến hóa thông. Cái thứ hai là gì? Là tha tâm thông, là vị này có khả năng đọc hiểu được cái tư tưởng người khác. Có nghĩa là trong kinh nói đó là cái vị nào mà muốn có được cái tha tâm thông, vị đó phải đặt thiền trước. Biết đâu Rung có hiểu này không ta? Alo, cái này phải ghi nghe, phải ghi à. Muốn có được tha tâm thông là vị đó phải có khả năng thiên nhãn. Cái này phải ghi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là muốn có thiên nhãn là người đó phải có cặp mắt còn xài được. Người mù không có luyện thiên nhãn được, nhớ nha, nhớ nha. Người mù không có luyện thiên nhãn được. Cho nên đó là muốn có thiên nhãn đó là phải có con mắt còn xài được, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, muốn có tha tâm thông đọc hiểu tim người, tâm người, đó là mình phải có đắc thiên nhãn trước. Nó lạ như vậy đó, nghe được nhớ. Là bởi vì vị đó lúc mà đọc hiểu tâm tư của người ta, là vị đó cùng một lúc nhìn thấy toàn bộ những cái biến chuyển sinh học trong cơ thể người đối diện, nhớ nha. Cái này nghe hiểu không? Khi đọc hiểu tâm tư của một người thì cái vị đó phải cùng lúc thấy rõ từng biến chuyển sinh học trong cơ thể của người đối diện, nó cùng một lúc như vậy. Hai cái đó không có rời nhau. Rồi cái số 3, cái số 3 là vị đó có cái khả năng túc mạng minh, là nhớ được kiếp trước là mình và người khác từng sanh ra ở đâu. Người khác là ai ta? Người khác là cái người nào mà mình chú ý á, chứ không phải là người khác là tất cả là sao xuể. Nhưng mà thí dụ như bây giờ quý vị Lê Văn Tèo ngồi trước mặt tôi, thì ngoài cái chuyện mà tôi có khả năng nhớ được cách đây 5 kiếp, 10 kiếp tôi là cái gì, thì thằng Tèo một tí nó ngồi trước mặt tôi nhìn nó tôi cũng nhớ được. Nhớ này kiếp trước nó là cái gì, cái gì, thì cái đó gọi là túc. Nhưng mà phải nói thêm là tùy vào cái phước duyên của mỗi người, tuy mang tiếng là đắc thần thông túc mạng minh, nhưng có người chỉ nhớ được có 5 kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp, 100, 200 kiếp, 5 kiếp, 10.000 kiếp. Không, 5 năm ngàn kiếp, 10 kiếp. Có người thấy 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ. Có người thấy mấy chục ngàn tỷ. Và có người chỉ là thấy vô lượng không giới hạn như Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đó là một. Thứ hai, đó là về số lượng đó. Về số lượng có người thấy nhiều ít. Thứ hai là tùy vào cái căn cơ trình độ mỗi người mà kiểu thấy khác nhau. Có người thấy cái kiểu rà soát, còn có người là thấy cái kiểu mà gọi là đốt giai đoạn. À, biết có bị hiểu không ta? Alo. Đốt giai đoạn là sao? Thí dụ như bây giờ mình muốn biết là cách đây 1.000 kiếp mình là cái gì, nhớ cái rẹt, mình không có rà, mình không có rà. Như chi Phật cái đẳng giác là muốn nhớ là người nhớ liền tức thì, chứ người không có rà như người bình thường. Người bình thường phải rà nhanh 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 đó.
Cho nên thứ nhất là nói về túc mạng minh, nó nhớ kiếp trước nó có hai chuyện phải nhớ. Thứ nhất là cái số lượng kiếp mình nhớ được, tùy người mà nhớ được nhiều ít, thế đó là số lượng. Thứ hai là cái kiểu kiểu nhớ, nhớ rà soát từng bước hay là nhớ cái kiểu gọi là tùy ý nhìn thấy. Nhớ nha, học mấy cái này phải học cho kỹ để kiến thức nó rộng thêm là tốt chứ sao. Thì trong room này biết rồi, có hai cái kiểu rọi đèn. Kiểu một là kiểu rọi đèn dầu, có nghĩa là mình cầm cái đèn dầu mình rà từ 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 từ. Còn cái thứ hai là kiểu rọi đèn pin. Thì trong room biết biết hai cái khác này không ta? Đèn pin có nghĩa là mình cần rọi là mình thấy liền, còn cái kiểu đèn dầu là mình phải đi, mình đi từng bước, mình đi mình rò rà rà rọi rọi như vậy nha. Đó, trong kinh nó có hai cái kiểu thấy như vậy. Dĩ nhiên là trong kinh không có ví dụ đèn pin. Đèn pin là tôi chỉ dùng cái hình ảnh của bây giờ tôi nói cho bà con nghe thôi, chứ chứ không nói mà con cái ủa trong kinh có đèn pin hả trời. Nghe cái râm này nó cũng ác lắm, không có nói nó ngây thơ lắm. Rồi rồi tiếp theo á là cái gọi là sanh tử minh hoặc là thiên nhãn minh. Cái loại thần thông này nó có hai tên nha, có nghĩa là nó vị đó thấy rõ, thấy rõ rằng cái túc mạng minh á, là thấy là mình là vua chúa, là gái điếm, là ăn cướp, là thầy chùa, là linh mục, là du đảng gì đó. Đó là mình thấy được cái quả sanh tử thôi. Nhưng mà cái sanh tử minh á, mình thấy được cái nhân sanh tử, có nghĩa là sao, là mình thấy được là tại sao cái kiếp đó mình làm vua, mà tại sao cái kiếp kia mình làm ăn mày. Đó, nó gọi là thấy được cái nhân sanh tử. Rồi tới cái cuối cùng đó là lậu tận minh đó, là nhàm chán sanh tử, nhàm chán cái nhân quả trong sanh tử, chấm dứt cái nhân sanh tử. Biết trong trong có hiểu được này không ta? Lậu tận minh đó là thấy, gọi là thấy rõ nhân quả sanh tử và cắt đứt cái nhân sanh tử. Cái lậu tận minh nó khác hai cái mình trước. Cái túc mạng minh đó, gọi là túc mạng thông á, là nhớ được quả sanh tử. Cái sanh tử minh là thấy được cái nhân sanh tử, còn cái lậu tận minh á, là cắt đứt cái nhân sự và nhàm chán cái quả sanh tử. Đó, cắt đứt nhân sanh tử và nhàm chán cái quả sanh tử. Thì các vị tưởng tượng một cái người như vậy, tức là trái thì không muốn ăn mà cây thì đốn cha nó luôn. Như vậy có nghĩa là cái người đó là đối với cái cây đó họ không còn cái duyên nợ dây dưa gì nữa hết. Cây thì đốn rồi mà trái thì cũng không có thiết tha, không có muốn ăn nữa. Còn phàm phu mình thì sao, cây thì tưới cho nó tốt, trái rớt lụm đớp luôn, hột đem trồng tiếp. Biết các vị có hiểu đó không? Phàm phu mình á, cái cội cây sanh tử á, cây thì mình tưới mà trái rụng xuống mình ăn, hột đem trồng thêm. Còn cái vị thánh á, cây cái sanh tử đó họ đốn tận gốc, tóc tận rễ, trái rụng xuống họ cũng không có ham luôn, không đụng tới một trái. Mà nếu có ăn, ăn rất cẩn thận và không gieo hột mới, có bao nhiêu mầm hột là họ chà nát, họ đập bể, họ đem đốt hết, ví dụ như vậy. Như vậy thì gọi là lậu tận minh, nhớ nha. Thì một cái vị mà thành tựu được lục thông này thì đương nhiên rồi là đối tượng đáng cúng dường, bởi vì chỉ riêng một cái khoảng số 6 là đáng cúng dường rồi. Có nghĩa là cái vị đó không còn tạo nhân sanh tử, không còn đam mê hay là sợ hãi trong cái quả sinh tử. Wow, yeah. Và sẵn ở đây nói luôn một số chuyện quan trọng nữa, đó là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà nó dẫn đến cái chuyện cái kiểu tu hành và cái đường lối nhận thức của mỗi người không giống nhau. Chúng sanh trong đời có hai hạng, một hạng thì biết sợ sanh tử, chán hiện hữu, nhưng mà có một cái loại thì nó muốn đời đời sống hoài đừng có mắc. Từ khuynh hướng tâm lý này nó mới dẫn đến cái chuyện là nó tìm đến những cái tôn giáo nào mà có thiên đường rồi đó, chết rồi nên đến được là diện kiến gọi là tôn nhan thánh chúa gì đó, không nó khoái đó lắm. Hoặc là bên thiên đường của Hồi giáo nghe cũng phê lắm, đặc biệt là đàn ông là nghe khoái lắm. Tức là nếu mà mình sống đạo hết lòng đó, thì chết rồi về trời sẽ được tưởng thưởng. Mỗi một 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 người đàn ông mà chết về thiên đường nó là coi như được 47 cô tiên đẹp như mơ, xinh như mộng. Và nó có những dòng sông đầy ắp rượu ngon, là tùy khẩu vị của mỗi người ở dưới trần thích uống loại rượu gì, thì khi lên trển là cứ đưa cái mỏ ống xuống dưới sông đó là có ngay cái rượu đó để uống say sưa, xong lết trên thầm lết 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 ngược lên thảm cỏ là trời xanh mây trắng trắng vàng.
À, là kể như là kế bên người đẹp 47 tha hồ trùng trùng điệp điệp hưởng thụ. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật giáo mình đó, thì mọi hình thức hiện hữu dầu là đắng hay ngọt đều là không nên, bởi vì nó vô nghĩa. Đó là trong kinh giải thích như vậy nha. Mọi hình thức hiện hữu dầu đắng hay ngọt đều là vô nghĩa. Bởi vì sao? Nếu mình có huệ căn một tí mình sẽ thấy ngay tại sao nó vô nghĩa, là bởi vì được cái gì. Thí dụ như bây giờ mình sống hoài không chết mà được cái gì. Cứ sống hoài mà ở bên cạnh người mình thương, mà mình có được cái mình thích, mình ở được cái chỗ mình muốn, là nó cứ vậy hoài 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 hoài, nó không có lúc kết thúc. Đó, thì đối với bậc mà thượng trí họ lại không có như vậy, thấy cái đó là một cái sự lặp lại tẻ nhạt, họ không muốn. Còn cái hạng chúng sanh mà bình thường hạ căn kém trí thì họ lại khoái như vậy nha. Mà từ đâu nó ra, từ đâu nó ra ra cái vụ mà nhận thức khác biệt như vậy, là bởi vì cái người có niệm có tuệ đó, họ thường sống tỉnh thức, họ có dịp họ quan sát, họ nhìn ngắm từng cảm xúc buồn vui của mình đó, thì họ mới có dịp họ chán. Còn cái người mà sống như trẻ con hồn nhiên thơ ngây, giao phó niềm tin cho cuộc đời thì mới tin yêu được nó. Chỉ còn cái người mà bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, mà sống quan sát chính mình thì họ sẽ có ngày họ chán. Thì trong trong lực nghĩ chắc cũng có người đồng ý với tôi, chứ không, tôi không mong là tất cả đâu, nhưng mà chắc chắn có người, có nghĩa là có nhiều người đó ngồi giữa một căn nhà bạc triệu, nhìn ra vừa gara có mấy chiếc xe đắt tiền, rồi nhìn thấy cảnh bà xã bà nấu ăn rồi bưng qua cho đứa con, rồi mấy đứa con nó ăn no rồi để đống chén nó cho má rửa, nó nhà qua nó học bài làm bài tập, hoặc là nó đi chơi game. Ông cứ ngồi ông nhìn nó không chán, ông không nghĩ là cái mỗi ngày đem tiền về rồi cái bà xã cái nhịp sống nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại vậy đó. Rồi lát sau hàng xóm bấm chuông gọi cửa đem qua cho một cái hũ mứt, một cái ổ bánh để cảm ơn, rồi mai này mình làm gì đó cũng nhớ tới họ đem qua. Đại khái sống chỉ có láng giềng, rồi lâu lâu bạn bè alo gọi điện thoại rồi gửi email Facebook, rồi tối gia đình quây quần nhau, mà cứ ngày này qua ngày kia thì có một ngày rồi cái đáp nhỏ lớn lên, cái trai có vợ gái có chồng rồi xong rồi bắt đầu nó ra đi, rồi hai chồng già ở nhau, rồi chờ đến lúc vô nhà già nằm ngấp ngáp tổng ai đi trước thì đi, ngửa lại khóc ba mớ, rồi bữa tới phiên mình. Rồi có những người đi sớm thì thôi, có người đi trễ trễ bắt đầu nó lẫn rồi tới ngày cặp mắt kèm nhèm ra ngoài cửa ngó mông ra đường vậy đó. Khờ 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 ai gặp ai cũng gật gù hoặc là lắc đầu hoặc nói tầm bậy tầm bạ vậy đó, để chờ một đêm tối mùa đông, rồi cái y tá đó đi ngang giờ thấy lạnh ngắt rồi xong thì nên báo cho mấy đứa con tới rồi đem đi thiêu đem đi chôn. Rồi hết thế hệ này qua tới thế hệ khác mấy đứa con cũng vậy, thì nhiều người họ thấy cảnh họ ngán quý vị à. Tôi ở bên Thụy Sĩ tôi có thấy cảnh đó nhiều lắm, những ngày mùa đông tuyết rơi trắng, rồi có những ông cụ bà lão mà coi như cờ lơ xích sụi đi chân thấp chân cao, rồi đẩy một cái xe mà xe cái xe, xe shopping cart, xe đi chợ đó, đâu có ai lo, không con cháu hoặc có nào ở xa rồi tự mình đi chợ, thì lên mấy cái ngọn đầu lên mấy cái dốc á, kéo ì ạch vậy đó, kéo lên mà cặp mắt cỡ là kèm nhèm mờ mờ không thấy, rồi vô cái nhà rồi mở cửa vô rộng khói trên nóc nó nhả khói, rồi thì có con mèo mèo đen đen nó nhảy cửa sổ ngao một cái vậy đó, rồi đóng cửa lại, rồi gió thổi tuyết nó rơi lất phất trước sân, rồi xa xa có tiếng chó chó sủa. Trời đất ơi, rồi tôi nói các vị hỏi tại sao tôi tả kỹ vậy, tại vì nó chung quanh tôi, nó trước mắt tôi nhìn tôi thấy hết. Tôi nói trời đất ơi, rồi hôm nay mình vô room mình giảng thế này, rồi có một ngày rồi năm nay 50 rồi 60 65 nếu không ngưng nhưng cứ giảng hoài, rồi có một ngày tới giờ các vị alo ra sư không có vô, rồi các vị mới gọi phone cho cái đường gần bên nó nói sao nay sư không vô, rồi họ kêu cũng không được, cái họ gần họ xách xe họ chạy tới, rồi cái room quý vị còn mở nè, đang mở chờ nè, họ báo nói là hy đai rồi. Thì trong room cũng có mấy người cũng có đưa mấy cái bông lên, rồi có mấy người sa thú, ai đi Việt Nam mình là vua sa thú nha, nói sư mất rồi thôi bà con đóng room đi từ đây sao không có vô nữa, là cái bắt đầu sa thú. Sa thú rồi chúc cho sư gọi là thượng lộ bình an, rồi chân cứng đá mềm, rồi sanh về cảnh giới an lạc gì đó, giống như sư Thiện Minh mà giờ nó quên sạch rồi đâu ai nhớ nữa.
cúng thất cúng giỗ thì nó làm cho cũng xơm xơm đâu được, ít lâu rồi giờ tôi lên Facebook tôi thấy mất tiêu. Có ai nhắc tới nữa đâu, rồi cũng một thời lừng lẫy, cũng đẹp trai, cũng môi trắng răng trắng môi hồng, trán cao ta trán rộng gì đó, rồi bây giờ mất sạch rồi đó, xong chùa miếu coi như là trụ trì thay đổi người khác đó, rồi bây giờ là xong, chỉ là một bóng mờ sa mạc thôi đó. Cho nên đó là cái bậc bình thượng căn nó họ không có cần mà phải máu me tùm lum rồi chiến tranh khói lửa, không có cần phải sanh ly tử biệt gì hết, chỉ cần mọi người họ nghĩ cái đó là họ đã nổi da gà rồi, cái gì biết không đó, nó vấn đề là chỗ đó, nó vấn đề ở chỗ là nó nổi da gà đó. Rồi thì cái vị tỳ kheo nào mà có được lục thông đó, hoặc là được cái thông thứ sáu thôi, là đáng để chư thiên nhân loại ba cõi cúng dường đảnh lễ, là vì đâu, là bởi vì cái con người đó quá là hiếm hoi, giữa một cái cuộc đời mà chỉ biết là đam mê nắm níu, thì có một con người biết buông bỏ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ nhưng trong tim luôn có muôn loài, thì cái người như vậy thử hỏi làm sao mà không đáng đảnh lễ được. Làm ơn ghi giùm cái câu này, buông bỏ mọi thứ mà trong tim luôn có muôn loài, có nghĩa là với trí tuệ thì thấy suốt vạn hữu, nhưng mà với từ bi thì ai ngày cũng thương hết, ai cũng thấy tội nghiệp hết đó. Cái thánh nhân nó khoát mình chỗ đó, còn mình thì sao, mình thì cái gì mình cũng ôm, mà cái nào ghét được thì ghét, à cái đó là cái dởm của mình, cái tào lao của mình, ôm được thì ôm mà đẩy ra được thì đẩy. Còn thánh nhân thì không, không có ôm cái gì, nhưng mà lấy mắt thương nhìn đời đó, lấy mắt thương nhìn đời. Rồi bây giờ mình qua kinh số 3 là kinh Các Căn nha. Các Căn là gì ta? Các Căn có nghĩa là năm quyền cộng với cái trí tuệ giác ngộ. Năm quyền là gì? Đó là vị tỳ kheo nào thành tựu được năm quyền sau đây, rồi lấy năm quyền đó làm nền tảng để chứng thánh trí. Năm quyền được cộng với thánh trí là sáu nha. Thì ở đây năm sáu cái này nếu mà nói cho đủ quá thì nó là tám, nhưng mà nói gọn thì nó chỉ có sáu. Ghi ai ghi giùm tôi đi ta, ai ghi giùm đi, nói gọn á là sáu mà nói đủ là tám. Trước hết đó là năm quyền là sao? Rồi năm quyền đó là sao ta? Là tính tấn niệm định tuệ, đó là số năm. Tính ở đây tính là cái niềm tin mà dựa trên cái nền tảng trí tuệ chánh tính đó, nha. Có nghĩa là tin rằng tất cả mọi cái ý ác, lời ác, việc ác đều đem lại quả khổ. Tin rằng mọi cái ý lành, lời lành, việc lành đều đem lại cái quả vui. Đó chính là chánh tính. Tin rằng mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Cái niềm tin đó được gọi là chánh tính. Tin rằng ở đời có kẻ nhàm chán mọi thứ, chứng đắc thánh trí, không còn sanh tử. Tin sự có mặt của thánh nhân nha, tin nghiệp báo, tin tâm tướng, tin thánh nhân. Tin rằng chỉ có đời sống chánh niệm mới là an lạc hiện tiền và là cái con đường giải thoát. Bốn cái tin đạo lộ, tin tam tướng, tin nhân quả, tin thánh nhân và tin đạo lộ. Thì bốn cái này mới gọi là chánh tính nha. Rồi cái số 2 đó là còn cái chuyện mà chúng ta tin quỷ thần thì mai trách, nhưng mà phải có bốn cái đó, còn người Phật tử mà không có bốn niềm tin này nên là sai không được nha. Các vị có tin ông tà ông táo, tin cô này cậu đó thì đều là tà tính hết, chỉ có bốn cái này đó, phải tin bốn cái này cái đó, thì ngoài ra bốn tính gì tin. Rồi cái tiếp theo đó là tánh, tánh cho nên là sự nỗ lực. Ai trên đời này mà làm biếng mà sống được đâu nha, cái người ăn mày cũng phải chịu khó lết, không phải chịu khó lết rồi chịu khó gọi là chìa nón, rồi chịu khó phơi nắng dầm mưa thì mới có tiền để cho, chứ người ăn mày làm biếng ai cho, là ăn mày đó, không cục tay cục chân đó cũng phải siêng. Thì nói chi là cái người thực hiện sự gọi là xây dựng sự nghiệp ở đời hay là cầu đạo giải thoát trong đạo thì đều phải là tinh tấn hết, phải siêng, phải siêng. Siêng đây nó gồm có nhiều cách kể, ở đây chỉ kể có hai thôi, tức là nỗ lực bỏ đi cái gì không cần thiết và nỗ lực quân tập tích lũy phát triển cái gì cần thiết.
đó, thì nó gọi là tánh, là tánh. Còn niệm ở đây tức là cái khả năng tỉnh thức không quên mình, có nghĩa là luôn luôn là sống trong sự kiểm soát, control yourself, luôn luôn như vậy nha. Có nghĩa là luôn luôn biết rõ mình đang nói gì, làm gì, nghĩ gì, thì đó gọi là niệm đó. Còn định là cái khả năng tập trung tư tưởng, có nghĩa là cái tâm nó đã dán vào cái đối tượng nào rồi thì nó không có gì rời đi qua cái chỗ khác, thì đó gọi là định. Định nghĩa như vậy nè, định là như vậy nha. Niệm là biết rõ cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đó là niệm. Còn định đó là tập trung vào một cái gì đó, ngoài ra không có biết cái gì nữa hết, đó gọi là định. Còn tuệ ở đây đó chính là cái khả năng nhận biết cái gì nên và không nên, cái gì cần giữ, cái gì cần bỏ, cái gì là trắng, cái gì là đen, thiện hay là ác, đó gọi là tuệ nha. Tuệ đây là biết rõ rằng, tuệ là biết rõ bản chất của vạn vật, định nghĩa giùm tôi nha, biết giùm. Tuệ là biết rõ bản chất của vạn vật, tức là biết rõ cái này nên, cái này không nên. Rồi tiếp theo, biết rõ rằng mọi thứ ở đời do duyên có, biết rõ rằng mọi thứ có rồi phải mất. Nghe nó giống giống niềm tin không? Không phải, cái kia là tin, tin tin vào cái mình thấy, và thấy vào cái, thấy vào, thấy rõ cái mình tin. Đây là quan hệ giữa tuệ và tính, làm ơn ghi giùm cái này nha. Tính á, là tin vào cái mình thấy, còn tuệ là thấy rõ những gì mình tin. Làm ơn ghi giùm tôi cái này đi. Tính là tin chặt, tin chắc vào những gì mình thấy, và tuệ là thấy rõ những gì mình tin. Đó, phải có cái đó mày mới hiểu chứ còn mà, đây là mấy cái mẹo để bà con học giáo lý rồi. Tinh tấn thì định tuệ, thì một người mà tu tập năm cái này nè, nếu năm cái này mà cộng với ba la mật, cái cộng này trong hoạt đơn, tại đây ngày không có kể cho nên mình phải cộng trong hoạt đơn. Năm cái này mà tu tập đàng hoàng nó mà cộng với cái phước duyên quá khứ đó, thì vị đó sẽ đạt được cái thứ sáu, có nghĩa là chấm dứt phiền não, chứng ngộ trí tuệ vị thánh nhân. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói tắt thì có sáu, có nghĩa là năm quyền cộng, tức là năm nhân giải thoát cộng với quả giải thoát. Ghi giùm tôi cái này nha, ghi giùm tôi đi. Nói gọn đó là năm nhân giải thoát cộng với quả giải thoát, năm nhân giải thoát cộng với một quả giải thoát thì gọi là sáu, đó là nói gọn. Còn nói đủ là năm nhân giải thoát cộng với ba quả giải thoát. Ba quả giải thoát là gì ta? Ba quả giải thoát là gì ta? Là vị tri quyền của sơ quả, dĩ tri quyền. Đúng rồi, trốt trốt, hay quá ta, bà này hay, cái này hay, bà này hay à, trốt. Dĩ tri quyền là của hai cái tầng thánh giữa, còn cụ tri quyền á, là của La Hán nha. Vị tri là vị là chưa, tri là biết. Cái trí tuệ của Tu Đà Hoàn gọi là vị tri quyền, có nghĩa là vị đã thấy được cái điều mà xưa nay trong vô số kiếp mình chưa có thấy qua bao giờ, mình chưa hề biết được là bốn đế là sao. Mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa, bằng sống bằng ba nhận thức ấy là con đường thoát khổ. Thì suốt bao nhiêu kiếp mình chưa từng thấy được cái này, có học nhiều lần lắm rồi nhưng mà thấy như hôm nay đó thì đây là lần đầu tiên. Hôm nay là lần đầu tiên mình thấy được cái điều mình chưa từng thấy, thì cái đó gọi là vị tri, là thấy được cái chưa từng biết. Giống như vị lai là cái chưa từng có. Rồi cái thứ hai là dĩ tri quyền, có nghĩa là khi mình đắc hay tiếp tục hai cái tầng thanh hai và ba đó, thì mình thấy là cái mà mình đã thấy, vừa thấy ở cái tầng thứ nhất, thì cái đó được gọi là dĩ tri, có nghĩa là thấy lại lần nữa cái mình đã thấy. Còn cái quả vị la hán được gọi là cụ, cụ ở đây có nghĩa là đầy đủ, cụ tri quyền có nghĩa là vị đó có được một cái thấy hoàn bị, đầy đủ, bổ sung điền khuyết những cái thấy mà ba cái tầng thánh kia chưa có được nha. Đó gọi là cụ tri, cụ là đầy đủ nha. Cụ là đầy đủ, giống như nó cụ bị, tức là trang bị cho đầy đủ, gọi là cụ bị. Thì chữ cụ ở đây là đầy đủ nha. Thì là vị Tu Đà Hoàn, cái trí của nó bị, nó được gọi là
vị tri quyền, tức là thấy được cái điều mình chưa từng thấy, chứng ngộ điều mình chưa từng chứng ngộ. Còn hai cái tầng thánh giữa đó, gọi là cái tầng trí tuệ của hai tầng giữa thì gọi là dĩ tri, có nghĩa là thấy lại lần nữa cái mình đã thấy. Nhưng mà hai cái này cũng chưa có phải rốt ráo đầy đủ, chỉ có cái vị la hán mới gọi là cụ tri quyền, tức là cái trí tuệ la hán đó, được gọi là cái thấy đầy đủ không sót, một cái thấy điền khuyết, một cái thấy bổ sung cho những cái chỗ thiếu sót mà ba tầng thánh kia chưa có thấy rốt. Mà đặc biệt thế này, khi mà bốn đế mình thấy rốt ráo thì mình không còn chỗ nào để chứa phiền não, nhưng mà hãy bốn đế mà mình thấy chưa có rốt ráo thì nó còn có chỗ trống. Mình đúng không, có hiểu được không ta? Khi mà nó chưa, giống như mình rọi đèn, mình rọi chưa có hết thì chuột với gián nó còn trốn được, nhưng mình khi mình đã rọi kỹ rồi đó thì coi như chuột gián là phải lên đường. Tại vì có đời nào mình rọi mình thấy nó trống mà mình lại để nó đâu nha. Còn đằng này mình rọi chưa có hết, ví dụ như nguyên cái tủ đó mình chỉ rọi trên rồi dưới thôi, nhưng mà quên là còn sau lưng tủ là nguyên một cái ổ chuột to đùng, nguyên một cái ổ gián to đùng đằng sau đó mình không có thấy nha. Còn cái vị la hán là ngài rọi hết cái tủ này, ngài mở tủ ra rồi trong rồi ngoài rồi trên rồi dưới rồi trước rồi sau rồi phải rồi trái đó, mà rồi cái đó thì chuột gián nào mà nó còn đó, phải như vậy. Cho nên nhiều lần và rất nhiều lần tôi có nói cái chữ transparency rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mình đi ra nha sĩ là nha sĩ họ phải có cái transparency đối với cái răng của mình, họ mới chữa răng, họ biết cái răng có vấn đề gì. Rồi những cái ông internal doctor, những bác sĩ nội khoa đó là ông phải có được cái transparency trong cái cơ thể của mình. Ông phải xét nghiệm nào là phân đàm, nước tiểu, rồi máu tùm lum hết, ông mới thử cái đó, ông mới biết toàn bộ con người của mình nó ra sao, qua đường máu rồi qua những cái đường mà ảnh ảnh chụp, ví dụ như là IMI hay là CAT scan hay là X-ray, họ phải chụp, họ nghĩa là họ phải thấu suốt mọi thứ trên cơ thể của mình họ mới có thể nói chuyện được. Chứ còn có một cái góc khuất nữa đó trong cơ thể của mình thì bác sĩ làm sao mà định bệnh, mà làm sao mà chữa trị đây. Đó là chuyện cơ thể. Rồi rồi cái chuyện mà hoa màu trồng trọt, một người nông dân không biết rõ vấn đề trên đất của mình thì làm sao mà mình trồng trọt. Một cái người là dẫn đầu cái công ty mà không biết những cái vấn đề khuất lấp khuất tất của công ty thì làm sao điều hành được công ty. Và xa hơn nữa đó là đất nước, một cái chính phủ mà có quá nhiều cái khuất tất, có nhiều cái vùng vùng cấm, có nhiều cái vùng tối thì coi như đất nước nó không có khá. Mọi thứ phải transparency nha, phải thông suốt, phải được bạch hóa rồi thì những vấn đề của nó mới sớm được giải quyết. Còn bằng không, một cơ thể, một tổ chức, một công ty, hãng xưởng, nhà máy, một đất nước mà coi như có quá nhiều vùng cấm, quá nhiều vùng tối thì coi như chỉ có chờ chết thôi. Các vị hiểu không? Đấy. Cho nên ở đây mình thấy là ở đây nói tới sáu căn, ở đây mình phải hiểu ngầm á, là năm căn đầu á, là nhân giải thoát, rồi cái thứ sáu là quả giải thoát, là năm cái đầu nó dẫn vào cái cuối nha, là một. Thứ hai là cái số sáu này là nó tắt, chứ còn nếu nói cho đủ có là tám, có nghĩa là năm cái nhân giải thoát mà cộng với ba cái quả giải thoát. Ba cái quả giải thoát ở đây gồm có cái gì ta, là vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền. Dĩ là đã đó, vốn dĩ đó, à, vốn dĩ là đã, giống như dĩ vãng là qua rồi. Mấy trong trong có hiểu, trong trong có nghe cái chữ 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 dĩ vãng không ta? Dĩ vãng, dĩ là đã, và vãng là qua, à, đi rồi, đi khuất, dĩ vãng là qua rồi, gọi là dĩ tri quyền, đó là cái đã biết được, cái đã thấy. Còn vị tri quyền tức là thấy cái mình chưa từng thấy, vị là chưa, giống như vị lai, vị tắc nghĩa là chưa hẳn nha. Rồi tới cái cuối cùng là cụ, cụ tri quyền hay là cái thấy đầy đủ của vị la hán. Cụ là đầy đủ, nhiều người nói mất thời gian, nhưng mà tôi phải giới thầy giải thích chữ cho bà con nhớ dai. Thế hệ Việt Nam xưa Hán Việt rất giỏi, mà người Việt sau này tiếng Việt nó tệ dữ lắm, mà trong khi nó có cái điều rất là mâu thuẫn. Ngày xưa người Việt rất giỏi Hán Việt, nhưng mà cái ranh giới trong cái nhận thức chính trị văn hóa thì rất là rạch ròi minh bạch. Còn ngày nay thì chúng ta chỉ là một cái tỉnh của Trung Quốc thôi, và người Việt Nam mai sẽ xài chung một cái passport với Trung Quốc, và sắp sửa mình sẽ có chương trình là học tiếng Tàu của Trung Quốc.
mà trong khi đó mình sắp được là trở thành là người một nhà Trung Quốc, mình là có điều lạ, mình sắp mất nước vào tay Trung Quốc, nhưng mà bù lại kiến thức về Trung Quốc ngày nay nó nghèo hơn ngày xưa. Một cái người tú tài đâu đứa 35, cái kiến thức của họ về triết học nó cao hơn bây giờ cái cấp 3 bây giờ. Người ngày xưa đó, một cái người tú tài xưa đó, mình có thể nói với họ về triết đông trước tây họ có thể hiểu, nhưng một người ngày nay 4 năm đại học ra mà nói về triết đông trước tây thì đơ cái mặt nó ra, nó lạ lắm nha. Đây là lý do có dịp chúng ta phải nói chuyện với nhau về một vài từ Hán Việt là như vậy đó. Rồi, ok, tiếp theo là kinh số 4, nhưng mà hết giờ rồi nha. Hết giờ. Chúc các vị một ngày vui và cái nghề cái buổi giảng tiếp theo rất khó nói, là bởi vì để chúng tôi xem lại rồi báo ngay khi có thể, và phải nói rằng là trong thời điểm này thì cố gắng được là chúng tôi cố gắng ngay vì nhiều lý do. Tiếp là kinh gần xong mà đi nửa đường, thứ hai đó lúc là lúc phải giữ liên lạc với bà con liên tục và liên tục. Chúc các vị một ngày vui. Idam me punyang pasuva khaya vahan hotu. Idam me